Lãnh đạo Mỹ và Ukraine sẽ ký thỏa thuận an ninh bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Italia vào ngày hôm nay. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan, thỏa thuận an ninh song phương đảm bảo sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ với Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, Mỹ không cam kết gửi lực lượng tới Ukraine. Hiện đã có 15 quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh riêng với Ukraine. Ngay trước khi diễn ra hội nghị, các nguồn tin cho biết các nước G7 đã nhất trí cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ sử dụng tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu kết luận Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland có hành vi thiếu tôn trọng Quốc hội vì ông đã từ chối giao bản ghi âm cuộc thẩm vấn Tổng thống Joe Biden. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Đảng Cộng hòa yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cung cấp đoạn ghi âm lời khai của Tổng thống Joe Biden là dữ liệu trong cuộc điều tra về việc ông Biden giữ tài liệu mật từ trước khi nhận chức Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng kết quả bỏ phiếu đã thể hiện bước quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của quy trình và trách nhiệm giám sát của Hạ viện cơ quan hàng không vũ trụ mỹ đã đính chính về vụ thông báo khẩn cấp giả trên trạm vũ trụ quốc tế iss NASA khẳng định không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra như thông tin được lan truyền trước đó một buổi phát trực tiếp của NASA từ trạm ISS đã đăng tải trên mạng xã hội mô phỏng một cuộc diễn tập y tế trong đó có một thành viên phi hành đoàn đang trong tình trạng nguy kịch điều này đã khiến cho nhiều người xem lo lắng xảy ra sự cố nguy hiểm với phi hành đoàn tuy nhiên NASA đã phủ nhận thông tin này và đính chính rằng âm thanh trong đoạn phát trực tiếp đã bị định tuyến sai từ một mô phỏng đang diễn ra nơi các thành viên phi hành đoàn và đội ngũ dưới mặt đất huấn luyện cho nhiều tình huống khác nhau trong không gian theo đó nasa cho biết nguồn cấp dữ liệu đã tạm thời bị gián đoạn và phát trực tiếp sẽ được nối lại sau khi khắc phục xong